Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thì tổng sản phẩm trong nước GDP 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Nhiều bệ đỡ đã giúp ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Song song với đó, đứng trước thách thức về thị trường, thiên tai, tình trạng khó khăn trong tiêu thụ nông sản, nếu không có những giải pháp căn cơ, thì mức tăng trưởng mà chính phủ giao là 3,05% là một nhiệm vụ hết sức nặng nề của ngành nông nghiệp. Vì vậy, ngành nông nghiệp đang rất nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 3,05%. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên đề Tiêu điểm Kinh tế tuần này của chúng tôi. Trước hết, mời quý vị cùng nhìn lại tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong 3 quý vừa qua. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,42% so với cùng kỳ năm 2016, ngành lâm nghiệp tăng 5% và ngành nông nghiệp có dấu hiệu chững lại so với 6 tháng đầu năm khi tốc độ tăng trưởng chỉ ở mức 1,96%. Cái điểm sáng thứ hai đó là cái chuyển đổi cơ cấu của khu vực nông nghiệp. Chuyển đổi từ cái cây lúa sang cái nuôi trồng thủy sản và các cái cây trồng có giá trị kinh tế cao. Phải nói chúng tôi thấy rằng trong 9 tháng vừa qua, cái diện tích trồng lúa đã chuyển đổi sang cái cây ăn quả hàng năm, cây lâu năm, cây công nghiệp và đặc biệt chuyển sang cái nuôi trồng thủy sản. Làm cho cái giá trị của cái 1 hecta nuôi trồng thủy sản, giá trị của 1 hecta đất nông nghiệp tăng lên rất là mạnh. Trong lĩnh vực trồng trọt, tính đến trung tuần tháng 9, cả nước gieo cấy được hơn 150.000 hectare lúa mùa, bằng 98% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 54,7 tạ một hectare, tăng 0,8 tạ so với hè thu năm 2016. Sản lượng đạt hơn 11,5 triệu tấn, tăng 179.000 tấn. Trong đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 9,03 triệu tấn, tăng 11,6 nghìn tấn. Thì cái tăng trưởng trồng trọt 2% chúng tôi tin tưởng là sẽ đạt được. Ví dụ như lúa năm nay có thể đạt 44 triệu tấn, tức là sẽ vẫn tăng khoảng 250 đến 300 ngàn tấn. Sản lượng thủy sản 9 tháng năm nay ước tính đạt hơn 5.000 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cá đạt hơn 3.500 tấn, tăng 4,1%, tôm đạt hơn 600 tấn, tăng 8%. Sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm 9 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng hồ tiêu ước tính tăng 9%, cà phê tăng 1,85%, chè búp tăng 1%, riêng sản lượng đều giảm 28% do xuất hiện sương mù vào thời điểm ra hoa nên nhiều diện tích bị mất trắng. Nổi bật một số cây ăn quả có sản lượng tăng khá do thị trường tiêu thụ tốt. Sản lượng thanh long 9 tháng ước tính tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, cam tăng 12%, xoài tăng 10%, chuối và chanh cùng tăng 8,7%. Bưởi tăng 6,6%, quýt tăng 6%. Australia đã cấp phép cho Việt Nam xuất khẩu thanh long vào Úc. Việt Nam là nước đầu tiên được Úc cấp phép xuất khẩu mặt hàng này. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng năm 2017 ước đạt 3,04 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2017 đạt gần 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 14,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 5,91 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Các giá trị mặt hàng lâm sản ước đạt 5,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Không chỉ nhiều điểm sáng trong bức tranh ngành nông nghiệp trong 9 tháng đầu năm, hiện nay cũng đã có rất nhiều tín hiệu tăng trưởng trong ngành trong quý 4 năm 2017. Tín hiệu tích cực được các doanh nghiệp đề cập đối với tăng trưởng ngành nông nghiệp, nổi bật là những khả quan trong xuất khẩu những sản phẩm chủ lực. Điển hình đối với sản phẩm gạo, xuất khẩu mặt hàng này đã có sự chuyển biến. Xuất khẩu gạo trong 9 tháng đã tăng 22% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái với 4,62 triệu tấn, đạt kim ngạch trên 2,04 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 20%. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đây sẽ là bệ đỡ của mặt hàng này cũng như tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp. Thêm vào đó, nhiều nút thắt và điểm nghẽn lớn trong xuất khẩu gạo dần được tháo gỡ. Lợi thế là giá của gạo thơm chúng ta thì rẻ so với các nước khác như gạo Jasmine, gạo ST21 và nó được thị trường chấp nhận. Gạo Jasmine thì đi vào thị trường Dubai thì hiện nay chúng ta đang khá ổn định. Gạo ST21 thì chúng ta vào thị trường cũng rất là tốt.
thì chúng tôi dự kiến trong quý 4 thì chúng ta sẽ xuất khẩu tiếp đạt khoảng 1,2 triệu. Như vậy là tổng cộng cả năm năm nay là cho đến giờ phút này thì chúng tôi dự kiến là xuất khẩu sẽ đạt khoảng 5,6 triệu tấn. Thì so với cùng kỳ năm ngoái thì đây cũng là một cái mức độ tăng tương đối. Đấy. Vì năm trước thì chúng ta xuất khẩu đạt cũng khoảng 4,9 triệu thôi. Nhưng năm nay nếu chúng ta xuất khẩu 5,6 triệu thì như vậy chúng ta cũng đạt cũng tương đối khá. Một tín hiệu rất khả quan không thể không kể đến đối với ngành nông nghiệp trong những tháng cuối năm là hiệu ứng từ lô thanh long đầu tiên xuất khẩu sang Australia. Lô hàng thanh long ruột trắng với tổng sản lượng khoảng 3 tấn được Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam kiểm dịch và cấp phép chứng nhận không bị nhiễm côn trùng trong diện kiểm soát an toàn sinh học đi kèm lô hàng. Lô hàng này đánh dấu sự tiến bộ của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp tỉnh Long An nói riêng trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ và hội nhập quốc tế của cây thanh long Việt Nam. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và các cái cơ quan ngoại giao đang hết sức nỗ lực, mà trong đó thì trong cái thời điểm này đó thì tại Úc thì các cái cơ quan tổ chức của chúng ta cũng đang hỗ trợ quyết liệt cho trái thanh long cũng như là một số cái mặt hàng nông sản khác của Việt Nam sẽ xâm nhập vào thị trường Úc. Trong nước, ngành nông nghiệp cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực tạo ra cho tăng trưởng trong thời gian tới. Tình hình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp có những chuyển biến tích cực, hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư thành công và trở thành những đầu tàu về ứng dụng khoa học công nghệ cao, phát triển thị trường, tạo động lực phát triển cho nhiều vùng, địa phương. Chúng tôi triển khai các dự án hữu cơ như là trồng gạo hữu cơ, rau hữu cơ, thì chúng tôi còn đầu tư vào cái lĩnh vực là trái cây sấy, mà hiện nay thì cái sản phẩm thanh long sấy hữu cơ mà chúng tôi đã xuất khẩu qua thị trường Nhật, Mỹ, Úc và một số các nước khác. Đến nay, từ nhiều hạn chế yếu kém trong nông nghiệp, nhiều địa phương trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp. Điển hình tại thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực trồng trọt, việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất rau ngày càng được đẩy mạnh, với trên 95% diện tích ban đầu, 60% diện tích gối vụ được làm đất bằng máy, tăng 28% so với năm 2010. Chủ yếu là sử dụng máy xới mini, 51% diện tích sản xuất rau có trang thiết bị hệ thống tưới tự động hoặc bán tự động, tăng 24% so với năm 2010. 55% diện tích phun thuốc bảo vệ thực vật bằng bình có gắn động cơ, tăng 17% so với năm 2010. Ta tập trung đầu tư theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, rồi kết hợp lại nông nghiệp du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, thì cùng với lại những chính sách đầu tư hỗ trợ của thành phố, thì chắc chắn rằng là cái giá trị sinh lời từ 1 hecta đất của nông nghiệp thành phố sẽ cao hơn nữa. Và cái sự mang lại cái giá trị sinh lời cao này thì nó sẽ góp phần là nâng cao ổn định, nâng cao cuộc sống của những hộ dân trên địa bàn ngoại thành của thành phố chúng ta. Một số sản phẩm chủ lực cũng tăng trưởng cao, đầu ra cơ bản được giải quyết ổn định cũng là một tín hiệu tốt. Chăn nuôi trâu thì có giảm chút ít khoảng 0,5%, nhưng bò, gia cầm và các sản phẩm của bò thì có tăng trưởng cao. Nên khả năng lĩnh vực chăn nuôi vẫn đạt được cái tăng trưởng 3% trở lên. Từ những tín hiệu tích cực trên, các cơ quan chức năng kỳ vọng tăng trưởng của ngành sẽ đạt mục tiêu trong thời gian tới. Như vậy, thì về cơ bản, những cái chỉ tiêu về nông nghiệp sẽ được đích. Chúng tôi đến bây giờ giả soát lại bằng nhiều những cái giải pháp y tế thì có thể khẳng định là cái tăng trưởng tối thiểu 3,03% GDP của nông nghiệp năm nay đạt được. Chúng tôi nói là đạt được. Đến bây giờ có thể nói là tương đối sản xuất. Theo các chuyên gia, với những thay đổi trong canh tác của người nông dân, kinh doanh của doanh nghiệp, giải pháp quyết liệt của các cơ quan chức năng, tín hiệu tích cực của thị trường, mục tiêu tăng trưởng 3,05% của ngành nông nghiệp sẽ trong tầm tay. Thưa quý vị, có thể thấy bên cạnh những điểm sáng, tín hiệu khả quan trong tăng trưởng, thì ngành nông nghiệp nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, được dự báo vẫn chưa chuyển biến hơn so với năm 2016. Cụ thể, thiên tai liên tục diễn ra, xuất khẩu nông sản phải đối mặt với rào cản thương mại ngày càng phức tạp và khắt khe, giá cả nhiều mặt hàng nông sản vẫn chưa phục hồi. Một trong những thách thức nổi bật đối với tăng trưởng ngành nông nghiệp trong những tháng cuối năm là ngành thủy sản. Khi mà Việt Nam đang đứng trước rủi ro có thể bị EU phạt thẻ vàng nếu không cải thiện kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của EU về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Khi hàng qua bên Âu Châu, mà khi mà Âu Châu họ kiểm tra
mà nó không đầy đủ giấy tờ đó, thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng, vì cái số lượng hồ sơ mà không phù hợp đó, nó tăng lên đó, thì đó là cái lý do để mà cho bên Âu Châu người ta đưa cái thẻ vàng nhanh hơn. Ngành hàng này cũng đang đối mặt với rào cản lớn khi vào tháng 8 vừa qua, đạo luật Farm Bill đã có hiệu lực. Theo đó, tất cả các lô hàng cá tra xuất sang Mỹ phải đưa về các kho được chỉ định sẵn để kiểm tra khi được đưa về kho của doanh nghiệp và bán ra thị trường. Với thủ tục mới này, sản phẩm cá tra Việt Nam vào Mỹ đã khó lại càng thêm khó. Do một số các cái yêu cầu liên quan, thì trên cơ sở thì từ ngày 2 tháng 8 năm 2017 thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp dụng cái chương trình này sớm hơn một tháng. Không chỉ thủy sản, ngành chăn nuôi cũng được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài khó khăn. Từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi trong nước có xu hướng giảm dần và đã giảm dưới giá thành. Người chăn nuôi thua lỗ và dự báo sẽ không tăng cao thời gian tới. Chăn nuôi thì chúng ta bị giảm sâu cái chăn nuôi lợn. 7 tháng, 8 tháng đầu năm giảm mất 4% của sản lượng. Khó khăn của các ngành chủ lực được dự báo đang là thách thức lớn cho mục tiêu tăng trưởng 3,05% mà ngành nông nghiệp phải hoàn thành trong năm 2017. Thêm vào đó, thiên tai cũng là quan ngại không nhỏ đối với ngành nông nghiệp. Việt Nam là một trong năm quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước các tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Tình trạng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển được dự báo tiếp tục ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Không chỉ những thách thức khách quan, những thách thức là khó khăn từ nhiều năm qua vẫn tiếp tục tồn tại và kéo dài. Doanh nghiệp than phiền, hiện nay doanh nghiệp gặp khó trong thu mua nông sản, bởi trong các tiêu chuẩn chất lượng truy xuất nguồn gốc sản phẩm do đặc tính của Việt Nam là canh tác nhỏ lẻ, tự phát nên chất lượng không đồng đều, không kiểm soát được dư lượng thuốc trừ sâu, khó truy xuất nguồn gốc sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhà nhập khẩu. Về chính sách, từ năm 2010, Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 với mục tiêu thúc đẩy phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia trước mắt và lâu dài. Chính phủ khẳng định ưu tiên hỗ trợ tạo điều kiện về đất đai, vốn cho bất cứ hộ nông dân, địa phương, doanh nghiệp nào làm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Đây sẽ là một cản trở lớn cho tăng trưởng nông nghiệp, bởi nông nghiệp công nghệ cao được kỳ vọng là đòn bẩy cho ngành nông nghiệp. Số lượng đất mà rộng lớn thì mới làm được chuyện lớn được. Cái manh mún nhỏ lẻ quá thì sẽ đụng chạm nhiều vấn đề không thể làm ăn lớn được. Vì thế tôi nghĩ là chính sách đất đai nên là đứa hàng một trong cái rào cản hiện nay của nông nghiệp là chính sách đất đai. Hiện nay rất nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu. Điều đáng quan ngại hơn khi thực trạng này đang rơi vào những sản phẩm chủ lực. Cụ thể, sản phẩm gạo chưa xây dựng được thương hiệu tại các thị trường. Phần lớn người tiêu dùng các nước chưa biết đến thương hiệu gạo Việt. Trong vài năm gần đây, các nhà xuất khẩu Việt Nam mở cửa thành công sản phẩm rau quả ở một số thị trường phát triển, giá cao, qua đó tăng cơ hội đa dạng hóa và giảm rủi ro. Tuy vậy, Việt Nam cũng hạn chế về năng lực bảo quản, nên nông sản khó vận chuyển đến các thị trường xa. Trong 9 tháng qua, thị trường một số nông sản có khá nhiều biến động. Giá cà phê trong nước trong xu hướng giảm là chủ đạo với giao dịch nội địa tiếp tục trầm lắng do mức giá chưa đạt kỳ vọng và nguồn cung không còn nhiều. Giá hồ tiêu trong nước giảm với mức giảm từ 35 đến 40% do nhu cầu thị trường hạn hẹp. Trong khi việc xuất khẩu hồ tiêu của các doanh nghiệp vẫn không có tín hiệu tích cực, cộng với sự ảnh hưởng của giá hồ tiêu thế giới, những khó khăn này được dự báo sẽ không có nhiều cải thiện trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị, để ngành đạt mục tiêu tăng trưởng là 3,05% như đã đề ra, khắc phục khó khăn, thách thức, tìm ra giải pháp cho từng ngành hàng là những việc làm cấp thiết và cấp bách của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cả những hộ nông dân. Đây là doanh nghiệp duy nhất hiện nay được đối tác nhập khẩu đến từ Hoa Kỳ tìm đến tận nơi ký hợp đồng xuất khẩu hơn 70.000 lít nước dừa đóng hộp vào đầu năm 2017. Doanh nghiệp chia sẻ, thành công này có được là nhờ vườn dừa hữu cơ hơn 2.400 hectare đã được doanh nghiệp liên kết cùng với các hộ nông dân. Giải pháp này giúp doanh nghiệp kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào là nguyên liệu dừa hữu cơ. Không sử dụng phân bón hóa học mà sử dụng nguồn dinh dưỡng là phân hữu cơ, nên đã đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ. Cái đối sách để phù hợp với tình hình sản xuất của mình, thì đối với Ninh Quế thì chúng tôi cũng đang phối hợp với bà con nông dân, với chính quyền địa phương để tổ chức các cái gom những cái nông hộ nhỏ lẻ thành những cái tổ hợp tác sản xuất với quy mô lớn hơn, hỗ trợ, phối hợp với Sở Nông nghiệp để tập huấn hỗ trợ về kỹ thuật canh tác cho người nông dân để tạo ra một cái chuỗi cung ứng nguyên liệu mà tốt hơn
để đáp ứng được cái nhu cầu mà cái sản xuất các cái sản phẩm sạch và đạt cái chuẩn organic. Nhờ vào liên kết, vấn đề kiểm soát dư lượng thuốc trừ sâu hay yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm đều không còn là khó khăn cho các doanh nghiệp. Đáp ứng theo yêu cầu riêng của quốc gia nhập khẩu, nên cả những thị trường khó tính như Nhật hay Mỹ đều đáp ứng dễ dàng. Không chỉ giải pháp từ doanh nghiệp, các cơ quan chức năng tại địa phương cũng đã có những giải pháp liên kết nông nghiệp với các ngành dịch vụ, từ đó gia tăng giá trị cho sản phẩm. Việc đây sở nông nghiệp cũng đã có chỉ đạo là ngành nông nghiệp của thành phố phải tập trung phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và phải là trung tâm để sản xuất giống cây trồng vật nuôi cho không chỉ cho thành phố mà cho cả cái khu vực, đặc biệt là khu vực là miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Như thế thì nếu chúng ta tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển theo hướng này thì chắc chắn rằng là giá trị sinh lợi của một hecta đất nông nghiệp sẽ cao hơn. Về phía chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp tìm kiếm, mở rộng thị trường cho các mặt hàng nông sản, đặc biệt mở rộng thị trường sang những quốc gia có giá trị gia tăng cao. Cái công tác tìm kiếm thị trường của chính phủ trong thời gian qua cũng rất là tốt, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng với Bộ Công Thương đã tìm cái đầu ra cho cái quả thanh long hay là cho cái sản phẩm chăn nuôi con gà chẳng hạn. Các nhà khoa học cũng chia sẻ về những chính sách và giải pháp phát triển ở các nước có nền nông nghiệp phát triển. Cụ thể, đối với các quốc gia được xem là hình mẫu về nông nghiệp như Úc, Hà Lan hay Do Thái, Nhật Bản, điển hình chính phủ Úc, quốc gia có bước chuyển mình ngoạn mục trong lĩnh vực này. Chính phủ Úc đã cho xây dựng các trung tâm nghiên cứu để nhập giống và công nghệ, kiểm chứng, ứng dụng đại trà và thực hiện tiếp thu công nghệ, cũng như giảm thiểu tối đa những điều luật, quy định bắt buộc đối với nông dân như các quy định về thuế hay hải quan, đồng thời đưa ra những chính sách hữu hiệu giúp đỡ nông dân ổn định trong sản xuất. Đối với Hà Lan và Do Thái, hai quốc gia trở thành mẫu mực cho cả thế giới về nông nghiệp. Phương pháp nhà màng, nhà xưởng của các quốc gia này cho phép kiểm soát chặt chẽ điều kiện môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, phân bón, sâu trùng độc hại, sản xuất tập trung nhiều tầng, đồng thời tiện thu hoạch. Làm thế nào chúng ta du nhập được những cái giống tốt, chất lượng công, chất lượng cao từ Nhật Bản và Việt Nam để chúng ta sản xuất về hoa, về cây trồng, cây trái v.v. Bởi vì rõ ràng tôi biết Nhật Bản là người ta đi về nông nghiệp công nghệ cao trước chúng ta nhiều năm. Chúng ta đang đặt đề nông nghiệp công nghệ cao thì thực sự Nhật Bản đã đi trước nông nghiệp công nghệ cao chúng ta nhiều năm rồi. Vì thế người ta có rất nhiều kinh nghiệm, có nhiều kiến thức và cái nguồn giống, nguồn gen của họ rất nhiều. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, cần rà soát lại những chính sách giải pháp chưa mang lại hiệu quả, từ đó có những thay đổi phù hợp. Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, cần xác định lại động lực chính để thúc đẩy nông nghiệp đi lên, đó là năng suất và chất lượng. Đồng thời, xác định vị thế của từng ngành hàng nông sản Việt Nam trên con đường toàn cầu để ưu tiên nguồn lực phát triển. Cùng với đó, xác định lại cơ cấu thị trường toàn cầu để ưu tiên nguồn lực phát triển, để nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngành hàng, vượt qua những rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe, cũng như chống lại những cú sốc mà thị trường thế giới mang lại. Cần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các nông sản xuất khẩu chủ lực, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản và có các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Và thưa quý vị, có thể thấy năm 2017 được khởi động bằng những hoạt động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển trở lại của ngành nông nghiệp với quyết tâm cao nhất từ trước đến nay của chính phủ. Tuy nhiên thì ngành nông nghiệp vẫn cần có những cú hích mạnh mẽ hơn nữa với chiến lược bài bản và dài hạn để có thể trở thành trụ đỡ bền vững, tiếp tục phát huy vai trò ngành chủ lực của nền kinh tế. Đến đây, chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.